Kính chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay ngày 1 tháng 3 2021, chúng tôi tiếp tục chia sẻ giá điều cho cô bác anh chị và các bạn. Giá điều ở hôm 6 Đắc Ơ là giá là 30.000 đồng trên một ký. Giá mà cô bác anh chị chia sẻ ở Phú Trung, Phú Riềng là 28.000 đồng trên một ký điều tươi. Ở chợ Đắc Ơ là giá là 31.000 đồng trên một ký điều tươi. Và ở Bôm Bo đường 10 là 28.000 đồng. Ở Đức Liễu Bù Đăng là 27.000 đồng trên một ký điều. Ở Phước Bình thì là 31.500 đồng trên một ký. Ở Bình Thắng là 28.000 đồng trên một ký. Ở Đức Liễu Bù Đăng thì cũng có nơi là 27.500 đồng trên một ký. Ở Minh Hưng là 27.000 đồng trên một ký. Ở Phước Bình nữa thì cũng có bà con bán được với giá là 30.500 đồng trên một ký. Ở Phú Nghĩa thì là 28.000 đồng trên một ký. Ở Thống Nhất Bù Đăng thì có bà con bán được với giá là 28.000 đồng trên một ký. Và ở Đắk Liêng Bôm Bo là 28.000 đồng trên một ký. Minh Hưng Bù Đăng là 28.000 đồng trên một ký. Thống Nhất Bù Đăng 27.500 đồng trên một ký. Ở Phú Nghĩa là 28.000 đồng trên một ký. Thì cô bác anh chị thấy là toàn bộ điều thì chủ yếu ở khu vực Bình Phước là nhiều. Ở Đăng Hà Bù Đăng thì có bà con chia sẻ là 26.000 đồng trên một ký. Ở xã Bù Gia Mập là 27.000 đồng trên một ký. Ở Đồng Phú Tân Lợi là 26.500 đồng trên một ký. Có nơi 26.000, có nơi 26.500 đồng trên một ký. Ở Đất Nhau là 28.000 đồng trên một ký. Ở Bình Minh là 27.500 đồng trên một ký. Và ở Phú Vân 29.000 đồng trên một ký. Ở xã Tân Phước Đồng Xoài là 27.000 đồng trên một ký. Ở Phước Tính là có cô bác anh chị là thương lái luôn, mua với giá là 30.000 đồng trên một ký ha. Ở Phước Tính. Phước Bình thì có bà con bán được với giá là 30.000 đồng trên một ký. Ở Long Tân Phú Riềng thì 28.000 đồng trên một ký. Ở Đức Liễu thì hồi nãy Đức Liễu Bù Đăng thì 27.000, có bà con bán được 27.000 đồng một ký. Ở Đa Kia thì 27.000 đồng trên một ký. Ở Họ Sơn 28.000 đồng trên một ký. Ở Đoàn Kết, ở xã Đoàn Kết cũng thuộc Bù Đăng á, cô bác anh chị thì là 27.500 đồng trên một ký. Như vậy ngày hôm nay thì chúng tôi đã chia sẻ xong giá điều cho cô bác anh chị, nhìn chung dao động từ 26.000 đồng đến cao nhất là 31.500 đồng trên một ký điều. Cảm ơn cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị.